Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất để chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Nóng, bắt Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng. Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 6, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các đối tượng về hành vi tham ô tài sản trong hoạt động mua sắm, sử dụng sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng về hành vi tham ô tài sản, theo quy định tại khoản 4, điều 353 Bộ Luật Hình sự. Cùng về tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trưởng khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Kim Chi, nhân viên khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng tiến hành khám xét, thu giữ tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án tại nơi ở và nơi làm việc của ông Thạnh và các bị can. Kết quả điều tra ban đầu, Công an thành phố Đà Nẵng xác định, từ năm 2020 đến năm 2021, ông Tôn Thất Thạnh và các đồng phạm đã móc nối với công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 đã được thành phố Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, ông Thạnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Lê Thị Kim Chi làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, chuyển hóa hàng chục nghìn mẫu gộp xét nghiệm COVID-19 thành mẫu đơn, đồng thời biến hàng chục nghìn bộ kit của được tài trợ thành bộ kit của công ty Việt Á. Số vật tư dôi dư sau khi phủ phép, ông Thạnh cùng các đồng phạm đã chuyển lại cho công ty Việt Á để chiếm đoạt số tiền với giá trị thỏa thuận. Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá hơn 4 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật. Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình nhận thêm 10 năm tù. Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 10 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Theo đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc của Đông Á, mức án là 10 năm tù về tội danh trên. Tổng hợp hình phạt với hai mức án chung thân trước đó, ông Bình phải chấp nhận hình phạt chung là chung thân. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu phó tổng giám đốc của Đông Á, bị tuyên phạt 11 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù trong vụ án trước, bà Xuyến phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù, mức tối đa đối với mức án tù có thời hạn. Ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến đều có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. 8 đồng phạm của ông Bình, bà Xuyến nhận mức án từ 24 tháng tù hưởng án treo đến 5 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Phan Thúy Mai, cựu giám đốc công ty An Phát bị tuyên phạt 5 năm tù, bồi thường gần 76 tỷ đồng cho Đông Á Bank. Trước vụ án, bà Mai đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù. Tổng hợp hình phạt, nữ giám đốc này phải chấp hành 18 năm tù. Theo bản án sơ thẩm, công ty An Phát làm chủ đầu tư dự án bất động sản đồi 79 Mùa Xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc, nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội. Bị cáo Phan Thúy Mai có quan hệ thân thiết với ban giám đốc Đông Á Bank nên đề xuất vay tiền tại đây. Từ năm 2007 đến năm 2014, bà Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo Đông Á Bank chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Nữ giám đốc còn bị cáo buộc làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Đến nay, bị cáo Phan Thúy Mai và công ty An Phát không thể trả nợ. Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của cựu Tổng Giám đốc Đông Á Bank Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến Đông Á Bank thiệt hại 184 tỷ đồng. Ông Trần Phương Bình được xác định đã giúp bị cáo Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại Đông Á Bank và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho công ty An Phát. Ông Bình cùng cấp phó là Nguyễn Thị Kim Xuyến đã chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho bà Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các thủ tục thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo. Bị cáo Xuyến giúp bà Mai vay tiền vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào công ty An Phát để đầu tư dự án đồi 79 Mùa Xuân. Ông Trần Phương Bình giúp Mai vay tiền dù không đủ điều kiện vì muốn công ty An Phát đảo nợ cũ, tránh vay Đông Á Bank, tăng nợ xấu. Ngoài ra, năm 2008, bị cáo Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Đông Á Bank. Thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc bà Mai ký hợp đồng khống để giúp ông Bình che giấu số vàng làm thất thoát của Đông Á Bank, cho nên ông Bình đã nể nang và giúp Mai vay tiền của Đông Á Bank. Hợp đồng vay vàng khống này
cũng đã được cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác. Bản án sơ thẩm đánh giá, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội đều có đủ năng lực nhận thức, biết rõ quy trình về thủ tục, đảm bảo điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng, song vẫn bỏ qua các quy định thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn. Chị gái ông Nguyễn Đức Trung vay 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả giúp em trai. Thưa quý vị, theo nội dung đơn của chị gái cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung được tòa công bố, thương xót em trai, bà đã vay mượn 10 tỷ đồng đục khắc phục hậu quả, mong ông Trung được giảm án. Phiên xử, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung cùng đồng phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C chiều ngày 20 tháng 6 tiếp tục phần xét hỏi. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Đức Trung vẫn khẳng định việc mua chế phẩm Redoxy 3C là đúng quy trình, đồng thời đề nghị tòa phúc thẩm xem xét về số tiền 10 tỷ đồng gia đình ông đã nộp ở giai đoạn sơ thẩm. Theo trình bày của ông Trung, số tiền trên do chị gái của ông nộp. Sau đó ông cần trao đổi trực tiếp với chị mình để cân nhắc về việc có đồng ý nộp hay không. Chủ tọa Nguyễn Văn Sơn thông báo, bà Nguyễn Thị V, chị gái ông Trung, được triệu tập đến tòa nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Hội đồng xét xử đã công bố nội dung đơn của bà V để gửi đến tòa phúc thẩm. Nội dung đơn cho thấy, bà V trình bày, quá trình xét xử sơ thẩm, bà thấy em trai mình bị truy tố ở khung hình phạt cao nên rất thương xót. Bà tìm hiểu và được biết, nếu gia đình khắc phục hậu quả thì ông Trung có thể được giảm nhẹ mức án. Bà V cho biết, bà đã vay mượn bạn bè, người quen để nộp 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án và đã nhờ luật sư chuyển biên lai nộp tiền cho tòa sơ thẩm để xem xét trước khi tuyên án. Việc nộp tiền này, bà không bàn bạc với ông Trung. Theo trình bày của bà V, nếu ông Trung tiếp tục bị kết tội thì bà vẫn tự nguyện khắc phục số tiền nêu trên, không đề nghị trả lại. Trước nội dung này, bị cáo Nguyễn Đức Trung đề nghị các cơ quan tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định thiệt hại của vụ án. Nếu có quyết định đúng đắn của cơ quan pháp luật về việc giám định thiệt hại, hết bao nhiêu tiền, xin hội đồng xét xử cho tôi gặp vợ và gia đình, kể cả vay mượn tôi cũng khắc phục. Cựu chủ tịch Hà Nội nói và khẳng định, kể cả con số cao hơn tôi cũng sẽ khắc phục ngay. Bị cáo Trung cho rằng, thiệt hại của vụ án phải do cơ quan giám định xác định. Tuy nhiên, ở giai đoạn sơ thẩm, tòa án đã không trưng cầu giám định mà lại tự ý kết luận về con số thiệt hại. Theo ông Trung, nếu tòa vẫn tuyên ông phạm tội, ông chấp hành nhưng không bao giờ chấp nhận giá trị thiệt hại như tòa sơ thẩm đã tuyên. Chủ tọa Nguyễn Văn Sơn viện dẫn các quy định của pháp luật và khẳng định, vụ án này không thuộc trường hợp phải trưng cầu giám định thiệt hại, nên quy kết của tòa án cấp sơ thẩm là hoàn toàn hợp lý. Theo bản án sơ thẩm, ngoài hình phạt 8 năm tù, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung còn bị liệt đới bồi thường 25 tỷ đồng trong số hơn 36 tỷ đồng được xác định là thiệt hại trong vụ án. Giám đốc Công an Đà Nẵng nói về dấu hiệu vi phạm vụ kit test Việt Á. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 6, tại buổi gặp mặt báo chí, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chia sẻ một số thông tin về quá trình điều tra liên quan đến công ty Việt Á. Theo Thứ tướng Vương, đây là vụ án rất lớn nên Trung ương chỉ đạo phấn đấu đến cuối quý 3 năm 2022 sẽ đưa ra xét xử. Hiện công an một số địa phương đã khởi tố theo chỉ đạo của Bộ Công an, nhưng khi kết luận điều tra sẽ quy về Cục Cảnh sát Kinh tế để đưa ra xét xử, không xét xử riêng lẻ vì đều liên quan đến Việt Á. Nói về quá trình điều tra tại Đà Nẵng, ông Viên cho biết, thời gian qua có nhiều đoàn gồm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra thành phố và Công an thành phố đã vào cuộc. Sau khi nhận ủy thác từ Bộ Công an Đà Nẵng sẽ là đầu mối tập trung tiến hành điều tra, kết luận những nội dung trên. Qua điều tra bước đầu xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong tổng số lượng kit test sinh phẩm phòng chống dịch trị giá 275 tỷ đồng mà Đà Nẵng đã mua thì phần liên quan đến Việt Á là 248 tỷ đồng. Đà Nẵng thuộc nhóm các địa phương mua kit test của Việt Á nhiều nhất với số lượng như thế thì sai phạm là có. Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, đến giờ này Công an Đà Nẵng chưa khởi tố sai phạm liên quan vụ Việt Á bởi nhiều lý do. Thứ nhất là cần phải làm rõ dấu hiệu vụ lợi, tư lợi. Tuy nhiên hiện dấu hiệu này chưa rõ trong hoạt động đấu thầu. Thứ hai, các cơ quan chức năng đang tiến hành giám định thiệt hại để có kết luận và xử lý đúng. Một khi khởi tố sai phạm về quy định, quy trình đấu thầu thì sẽ liên quan đến rất nhiều người. Vì vậy, Công an thành phố Đà Nẵng đang rất cẩn trọng trong việc điều tra làm rõ. Lãnh đạo Công an Đà Nẵng cũng khẳng định sẽ đi sâu làm rõ dấu hiệu vụ lợi của những nhóm nhỏ liên quan. Nếu phát hiện có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc tham ô, Công an thành phố sẽ xử lý kiên quyết.